Lời nguyên địa lý Hoa Kỳ phần 2. Hoa Kỳ, ưu thế tuyệt đối với địa lý, quốc gia không thể bị xâm lược. Khám phá AZ xin kính chào quý khán giả. Sau video phần 1 trong tour du lịch không đồng của AZ khám phá về đất nước Hoa Kỳ, các bạn đã thấy sự ưu ái của mẹ thiên nhiên dành cho siêu cường số 1 hành tinh này. Tiếp tục series lời nguyên địa lý, lịch sử xứ cờ hoa, video phần 2 sẽ mở ra một bức tranh những tác động to lớn, những thuận lợi của địa lý tới lịch sử và quá trình phát triển của vùng đất nữ thần tự do này. Từ 13 bang thuộc địa của đế quốc Anh ở Bắc Mỹ trở thành một nơi lý tưởng của những người nhập cư. Rồi từ đó, họ đã vươn lên xây dựng thành một quốc gia và lớn mạnh để dẫn dắt thế giới hiện đại như thế nào nhé. Let's go! Phần 1. Hoa Kỳ, nơi Thượng Đế đã chọn cho một siêu cường. Trong lịch sử nhân loại, đại đa số các quốc gia đều phải đau đầu đối diện với các mối đe dọa ngoại xâm từ các thế lực liên bang hùng mạnh hoặc các đội quân viễn chinh đến cướp phá. Mối đe dọa bị tấn công khiến cho hầu hết các nước trên thế giới phải cảnh giác cao độ, đầu tư các nguồn lực và thời gian để bảo vệ biên cương lãnh thổ. Tuy nhiên, điều đó lại không đúng đối với trường hợp của Hoa Kỳ. Vị trí địa lý tự nhiên biến Hoa Kỳ trở thành quốc gia không thể bị xâm lược. Xuyên suốt lịch sử của mình gần 250 năm nay, Mỹ chưa bao giờ phải dành nguồn lực bảo vệ lãnh thổ. Ngược lại, họ được rảnh tay để mở rộng ra bên ngoài, vươn tầm ảnh hưởng ra toàn thế giới. 1. Hoa Kỳ, miền đất bất khả xâm phạm. Vị trí được hai đại dương bao quanh cũng biến xứ cờ hoa thành cường quốc duy nhất trong lịch sử không bị hai cuộc chiến tranh thế giới tàn phá. Ngược lại, Mỹ còn thu được rất nhiều lợi ích kinh tế để vươn lên phú cường trong lúc cả Á Âu chìm trong máu lửa của hai cuộc chiến khốc liệt nhất lịch sử loài người. Không có đội quân nào có thể tạo ra được một chuỗi hậu cần đầy đủ xuyên qua một đại dương. Ngày nay, bất kỳ ý đồ xâm lược Hoa Kỳ nào thì cũng sẽ phải đối mặt với lực lượng hải quân mạnh nhất thế giới với 11 tàu sân bay hạt nhân. Vì vậy, nghiễm nhiên, Hoa Kỳ là quốc gia duy nhất trên thế giới không phải bận tâm đến họa xâm lăng từ quốc gia khác. Lần duy nhất có một quốc gia xâm chiếm được một phần lãnh thổ Hoa Kỳ, đó là đế quốc Nhật trong Thế chiến thứ hai. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là các đảo nhỏ ở Thái Bình Dương và một số đảo nằm rải rác ngoài khơi Alaska. Vùng đất cốt lõi của xứ cờ hoa, Hoa Kỳ chính địa vẫn hoàn toàn không bị một mối đe dọa nào. Nơi đây được bình an sản xuất, trở thành hậu phường vĩ đại cho phe đồng minh chống phát xít, kho thuốc súng bảo vệ nền dân chủ, tạo nền tảng để ngay sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, Hoa Kỳ trở thành siêu cường dẫn dắt toàn cầu cho đến ngày nay. 2. Đường biên giới hòa bình với Canada và bức tường ngăn cản giấc mơ Mỹ của người Mexico. Bên cạnh lợi thế trên biển thì ở trên đất liền, Hoa Kỳ cũng hoàn toàn không gặp phải bất kỳ mối đe dọa nào từ hai nước láng giềng nhỏ yếu hơn mình rất nhiều là Canada và Mexico. Không những chẳng thể đe dọa mà cả Canada và Mexico đều phụ thuộc vào Mỹ. Riêng trường hợp mối quan hệ láng giềng Canada-Mỹ còn là đồng minh thân thiết khi hai nước chia sẻ đường biên giới song phương dài nhất hành tinh. Đây cũng là đường biên giới quốc tế hòa bình và thân thiện nhất trên trái đất khi cả hai quốc gia gắn bó chặt chẽ với nhau, cùng chia sẻ các lợi ích và giá trị chung của văn hóa Anglo-Saxon. Ngược dòng lịch sử, lần duy nhất có một đội quân công kích vào Hoa Kỳ chính địa từ đất Canada đã cách ngày nay hơn 200 năm, khi Mỹ mới chỉ là một quốc gia non yếu trước mẫu quốc mặt trời không bao giờ lặn. Trong cuộc chiến tranh 1812, đội quân bách thắng của đế chế Anh đã từ Canada đánh xuống và đốt cháy Washington DC. Tuy nhiên, cuộc đột kích này cũng không kéo dài khi quân Mỹ nhanh chóng phản công đẩy lùi người Anh. Kể từ năm 1846, khi Hiệp ước Oregon xác định biên giới Canada-Hoa Kỳ dọc theo vĩ tuyến 49, thì đây đã trở thành đường ranh giới hữu nghị và tự do cho đến tận ngày nay. Về phía Nam, quan hệ giữa Mỹ và Mexico không nồng ấm như với người anh em phương Bắc Canada. Thế nhưng, Mexico vẫn luôn luôn phụ thuộc chặt chẽ vào Hoa Kỳ và không thể gây nguy hiểm gì cho xứ cửa hoa kể từ sau cuộc chiến năm 1848. Hiện nay, khu vực biên giới phía Nam nước Mỹ đang đối mặt với các vấn đề nhập cư bất hợp pháp, tội phạm buôn người và những băng đảng ma túy xuyên quốc gia. Để đối phó lại, chính quyền của cựu Tổng thống Trump đã cho xây bức tường biên giới với Mexico và hiện đang được bang Texas tiếp tục thi công. Có thể xem, đây là bức tường ngăn cản giấc mơ Mỹ của người di cư bất hợp pháp từ Mexico và cũng gây ra rất nhiều tranh cãi trong dư luận Hoa Kỳ. Tuy nhiên, dù có thể còn nhiều lo ngại về vấn đề nhân đạo với dòng người di cư, nhưng rõ ràng các biện pháp siết chặt kiểm soát biên giới phía Nam đã góp phần tăng cường an ninh quốc gia của Mỹ. Phần 2. Hoa Kỳ, quà tặng của tự nhiên cho siêu cường thế giới. 1. Lợi thế tuyệt đối về vị trí, địa lý địa hình và tự nhiên ban tặng cho Hoa Kỳ với các siêu cường khác trên thế giới. Có thể nói, xét khắp địa cầu, không quốc gia nào được tự nhiên ưu ái như xứ cờ hoa. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên của Hoa Kỳ mang lại lợi thế so sánh to lớn trong việc xây dựng nền kinh tế của nước này. Mỹ không chỉ rộng lớn về mặt diện tích mà còn có đất đai màu mỡ, khí hậu ôn hòa. Các vùng đất của Trung Quốc và Nga cũng rất rộng lớn, nhưng đất đai của họ bị phân hóa rất rõ nét về mặt khí hậu và thổ nhưỡng. Có những vùng đất rộng hàng triệu km ở Nga và Trung Quốc hoang vu, khắc nghiệt. Hơn nữa,
đường biên giới của Nga Trung rất phức tạp, nguy hiểm khi gặp phải nhiều tranh chấp, bất ổn, thậm chí là thù giáp danh, khiến an ninh các nước này thường xuyên bị đe dọa và họ phải chi rất nhiều tiền của, công sức để bảo vệ biên giới hoặc phải phát động chiến tranh với các nước láng giềng. Nguồn tài nguyên phong phú và thị trường hơn 330 triệu dân giúp giảm chi phí cung cấp dịch vụ và sản phẩm, tăng tính cạnh tranh cho các doanh nghiệp tại Mỹ. Vì vậy, xứ sở cờ hoa luôn luôn là giấc mơ, là mục tiêu hướng đến của các doanh nghiệp lớn toàn cầu. 2. Ba đại dương bao la nuôi dưỡng cho một siêu cường bá chủ toàn cầu. Quốc gia nào làm chủ được đại dương thì họ sẽ là ông chủ của thế giới. Đây là quy luật của lịch sử thế giới trong suốt hàng ngàn năm qua. Chính vì vậy mà những ưu thế hàng hải tự nhiên ban cho Hoa Kỳ đã mặc nhiên đặt quốc gia này vào ưu thế rất lớn trong cuộc đua trở thành siêu cường đại dương. Nước Mỹ có 95.471 km đường bờ biển và nội thủy, bao gồm cả ngũ đại hồ và các vùng quốc hải Hoa Kỳ. Kinh tế biển đã trực tiếp đóng góp 576 tỷ đô la Mỹ vào tổng sản phẩm quốc nội Mỹ năm 2020, tạo ra hơn 3,5 triệu việc làm. Đó là chưa kể đến các lợi ích gián tiếp khác từ việc thúc đẩy hàng hóa xuất nhập khẩu, vận tải biển và du lịch. Hoa Kỳ sở hữu các cảng biển ra ba đại dương lớn: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Bắc Băng Dương. Đây là những tiền đề chiến lược để Hải quân Mỹ vươn tầm lớn mạnh và hiện diện khắp toàn cầu như hiện nay. Các hạm đội tàu sân bay của nước này có mặt ở khắp các vùng biển và là biểu tượng thống trị của siêu cường đương đại. 3. Đất đai màu mỡ, thủy năng dồi dào đưa nông nghiệp Mỹ đứng đầu thế giới. Không giống như các quốc gia có diện tích lớn như Trung Quốc và Nga, có khí hậu khắc nghiệt và đất đai hoang vu chiếm đến nửa tổng diện tích quốc gia, Hoa Kỳ có vùng đất bao la lên đến hơn 5 triệu km2 phục vụ cho nông nghiệp, chiếm tới 51% diện tích toàn quốc. Không những thế, do khí hậu ôn hòa, nguồn thủy lợi dồi dào từ hệ thống sông Mississippi và trình độ canh tác tiên tiến, nên giá trị sản xuất bình quân trên 1 hectare đất nông nghiệp Mỹ rất cao, lên đến hơn 12.000 đô la Mỹ. Ngành nông nghiệp Mỹ tuy chỉ chiếm 2% GDP nhưng chiếm tới 18% thị trường xuất khẩu toàn cầu, đứng hàng đầu thế giới. Hàng năm đem về cho xứ cửa hoa hơn 700 tỷ đô la Mỹ. Thủy lợi ở Mỹ cũng rất dồi dào, phong phú. Nước này sở hữu nhiều sông hồ lớn cung cấp tưới tiêu cho hàng vạn trang trại trải khắp Đại Bình Nguyên Bắc Mỹ. Tưới tiêu nông nghiệp sử dụng 118 tỷ gallon nước trong một ngày. Ngành thủy điện cũng sử dụng 133 tỷ gallon thủy năng mỗi ngày, còn lại là nước phục vụ cho sinh hoạt của các hộ gia đình. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và khan hiếm nguồn nước như hiện nay, thì thủy lợi chính là một trong những ưu thế nổi bật của Hoa Kỳ so với các nước khác. 4. Hoa Kỳ, quốc gia giàu tài nguyên khoáng sản thứ hai thế giới. Như AZ Khám Phá đã trình bày trong video phần 1 của series, xứ cờ hoa có rừng vàng, biển bạc, đất phì nhiêu. Tổng giá trị tài nguyên của Mỹ lên tới 45 tỷ đô la Mỹ, xếp thứ hai toàn cầu chỉ sau Nga. Tài nguyên khoáng sản ở Mỹ lại phân bố ở những vị trí dễ khai thác hơn so với Nga rất nhiều. Các loại tài nguyên cũng rất đa dạng, hầu như không thiếu thứ gì, đem lại hiệu quả kinh tế rất cao. Mỹ có trữ lượng than lớn nhất thế giới, nguồn năng lượng dồi dào này đã giúp thúc đẩy kinh tế Hoa Kỳ trong cuộc cách mạng công nghiệp. Nhiều người Việt khi nhắc đến trữ lượng dầu khí của các quốc gia trên thế giới hẳn sẽ nghĩ đến các nước vùng vịnh. Tuy nhiên, với công nghệ dầu đá phiến và khí hóa lỏng thì Hoa Kỳ đã vươn lên vị trí nước xuất khẩu dầu khí lớn thứ hai toàn cầu chỉ sau Nga. Trữ lượng dầu khổng lồ ở nước này còn rất cạnh tranh bởi chi phí sản xuất khá thấp. Các mỏ dầu và khí đốt đều nằm ở vùng có giao thông thuận tiện để vận chuyển và xử lý. Sau khi Hoa Kỳ làm chủ được công nghệ dầu đá phiến thì công ty Rystad Energy có trụ sở ở Oslo, Na Uy đã ước tính trữ lượng dầu có thể khai thác ở siêu cường số 1 thế giới có thể lên tới 264 tỷ thùng. Trữ lượng này lớn hơn mức 212 tỷ thùng của Ả Rập Xê Út và 256 tỷ thùng của Nga. Tính từ năm 1920 đến năm 2022, Mỹ luôn nằm trong số top 10 nước sản xuất và xuất khẩu dầu khí nhiều nhất thế giới. Chẳng những dẫn đầu thế giới về năng lượng hóa thạch mà kể cả trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, Hoa Kỳ cũng đứng đầu về việc sản xuất và sử dụng năng lượng gió, năng lượng mặt trời. Với diện tích rộng lớn, điều kiện khí hậu thuận lợi, điện gió, điện mặt trời đang phát triển rất nhanh nhất ở Mỹ với mức tăng 42% từ năm 2010 đến năm 2020. Năm 2020, các nguồn năng lượng tái tạo chiếm gần 20% sản lượng điện của đất nước. Trong số đó, 7,3% đến từ thủy điện và 8,4% từ điện gió. Năng lượng mặt trời cũng đóng góp 3,3% vào sản lượng điện của Mỹ trong cùng năm. Đây cũng là nguồn năng lượng tái tạo phát triển nhanh nhất. Tổng cộng có thêm 256 GW công suất điện từ năng lượng tái tạo đã được thống kê vào năm 2020 tại xứ cửa hoa. Phần 3. Giấc mơ Mỹ và thị trường lao động chất lượng cao hàng đầu thế giới. Với hơn 330 triệu dân, trong đó có tới 46 triệu người nhập cư, chiếm 14% dân số vào năm 2020. Hoa Kỳ là nước có tỷ lệ gia tăng dân số cơ học cao nhất trên thế giới. Hầu hết những người đến Hoa Kỳ trong suốt lịch sử đều là những người có can đảm cũng như năng lực để tồn tại và phát triển ở một vùng đất mới.
thành phần dân cư đa dạng từ nhiều nền văn hóa khác nhau, giúp xã hội Mỹ trở nên đa sắc màu và rất năng động. Ngày nay, đa số những người nhập cư hợp pháp vào xứ cửa hoa đều là những lao động có trình độ cao và những người giàu có. Đây là nguồn nhân lực chất lượng giúp Hoa Kỳ phát triển kinh tế. Ngoài ra, quy mô dân số hơn 330 triệu người là mức lý tưởng để thị trường phát triển vững mạnh. Dân số Mỹ không quá đông đúc như Trung Quốc, Ấn Độ để tạo ra gánh nặng về an sinh, y tế, giáo dục. Ngược lại, cũng không quá nhỏ hoặc già hóa như các nước ở châu Âu hay Nhật Bản khiến thị trường lao động bị thu hẹp. Hoa Kỳ là nước phát triển duy nhất duy trì ổn định mức sinh thay thế là nhờ nguồn lao động nhập cư từ khắp nơi trên thế giới đổ về mà dân số Mỹ vẫn gia tăng đều đặn. Trong khi đó, các nước Tây Âu, Nhật Bản, Nga và Trung Quốc đều đang đau đầu đối phó với tình trạng già hóa, suy giảm dân số. Như vậy, về nhân khẩu học thì Hoa Kỳ lại thêm một ưu thế hơn hẳn các đối thủ cạnh tranh khác. Xét chung, quá trình vươn lên thành siêu cường thế giới của xứ cửa hoa có sự tổng hòa của rất nhiều yếu tố, từ thiên nhiên ưu đãi, tài nguyên phong phú đến thị trường rộng mở, nhân lực chất lượng. Hoa Kỳ là siêu cường duy nhất từ trước đến nay hội đủ cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa như vậy. Ở phần tiếp theo của series Khám phá siêu cường số 1 hành tinh, AZ sẽ cùng các bạn tìm hiểu về cách làm thế nào mà người Mỹ tận dụng được các lợi thế trời ban để vươn lên đứng đầu nền văn minh nhân loại. Mời quý khán giả hãy chú ý theo dõi. Nếu cảm thấy nội dung video hấp dẫn, quý vị đừng tiếc một like, một share cho kênh và hãy luôn đồng hành với những series lý thú sắp tới của chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!